Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ với đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Việt Nam hiện có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 14.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP và khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc. Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, kịp thời có những quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp bày tỏ niềm vui lớn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời tri ân, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ doanh nhân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nhân cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa cử cao đẹp với đất nước, nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua nhiều thời kỳ rất quan tâm đến đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn và triển khai những giải pháp cụ thể, hiệu quả để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định, lâu dài, môi trường pháp lý tốt cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ sẽ cụ thể hóa cái nghị quyết 41 của Bộ Chính trị thành cái chương trình hành động để phân công cho các bộ, các ngành sẽ thực hiện cái chủ trương của Đảng, rồi thể chế hóa cái chủ trương của Đảng để cùng với doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta phát triển đúng hướng, đúng như cái tên của nghị quyết là xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, xác định cái vai trò, vị trí, tầm quan trọng, những cái giải pháp làm sao xây dựng cái đội ngũ doanh nhân của chúng ta phát triển lành mạnh, ổn định, có cái cống hiến cho dân tộc, cho quốc gia. Đảng và Nhà nước, nhân dân luôn là cái điểm tựa và luôn luôn tin tưởng vào doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sẽ phát triển cùng đất nước và chung tay để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta. Để tạo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm làm ăn kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ, trong đó Chính phủ quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy đầu tư công, phát triển ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics, từ đó giảm giá thành sản phẩm. Trên tinh thần cơ chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát lại các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp để xử lý kịp thời, hiệu quả, tăng tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các loại thị trường an toàn, lành mạnh, minh bạch, công khai, dân chủ. Đồng thời tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là về miễn, giảm, giãn hoãn các loại thuế, phí, lệ phí, khoanh nợ, giãn hoãn nợ, cơ cấu lại nhóm nợ, tiếp tục nghiên cứu giảm lãi suất cho vay. Với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đề cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Thủ tướng chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đoàn kết, thành công, ngày càng lớn mạnh và phát triển nhanh, bền vững.